thấu đến diệu cung. Thành tâm khẩn nguyện đức mầu từ, trên khói hương này xin mẫu ngữ chứng minh con trẻ tất lòng thành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kính lạy Phật từ bi cụ thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh. Luân hồi khổ não triền miên, mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Kính lại pháp nguồn ân chưa trả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Vì đời lắm kẻ lầm than, nên thuyền bác cứ nhã sẵn sàng đợi đưa. Kính lại tăng là người chỉ cả thay thế tôn hoằng quá đạo màu. Vô minh nên mới lo âu, rồi đường cứu khổ vẫn đi đường chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Thành tâm kính mi màu, ngọn linh đăng soi thấu mười phương. Điện quang tỏ ánh chiêu dương, cầu xin từ mẫu Tây Phương chính đàn. Mẹ giang thế độ an non nước, điển quyền linh ban phước vạn dân. Nguồn thương sầu đồng bấn khoăn, nhìn đăng ý lòng tướng mẹ gần bên con. Tại miều tịnh thiên tây quyền diệu ứng linh, bút cơ mẹ thảo tâm kinh. Lời châu ghép lại tâm tình mẫu thương. Nhìn biển cả trùng dương nước biếc, tiếng khổ sầu ta thiết lòng đau. Mẹ trong tử
lần lượng sống nào bao nhiêu sống y lượng nghẹn ngào bấy cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ quá mẹ sanh khai quá độ khắp nơi núi sông vũ trụ đất trời chính lý do hoàng mẫu tạo đời an con trẻ nguyện sớm chiều tu học ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con dân đăng mẹ chứng lòng son dạng dân bá tánh nước non thanh bình ngày kỷ niệm trăng mười thập bát gió đông về ngào ngát nguồn thương chốn trần trẻ dài dân hương thành cầu từ mẫu tây phương chứng đàn dân chén hương lời vàng cung kính tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn lời cầu giọng thấu cung tiên nơi tây dương mẫu diệu quyền chứng minh mẹ thương con thâm tình muôn thuở đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi gắn tu thó tục xa đời quê tiên chốn cũ là nơi trở về nhìn quán cảnh sơn khê non nước cõi giới ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu thánh an độ cho xin chúng một đàn chánh tu làng khói bạc ngút màu bay tỏ tâm hương thành hiện rõ diêu cung đại hương mẹ ngự không trong thức tâm y kẻ thế soi chung gương hiền nhật mậu có xiên bái mậu tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương con quỳ dâng nén tâm hương lại mẹ phủ đức thập phương an lành nhìn làng khói trầm hương bay tỏ nhớ mẹ hiền lệ nhỏ dòng châu đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu từ phủ điển nhiệm màu chứng minh chốn
cần miền cung nghìn đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn. Thương tận mẹ phụ càng khôn, chiến khai quần đạo pháp ma môn hành từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thành thâm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chánh lòng con kẻ tuôn dòng lễ xa. Khói hương trầm thi tha theo gió, án mây lành hiện rõ quyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi màu hoàng. Cầu lĩnh mẹ chỉnh an đoan nước, điển mẫu từ ban phước chúng sinh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tầm chánh ni giác đạo vàng rực rỡ, hạt bồ đề nảy nở rừng cây. Am tiền nói nghiệp than mây điện thiên, mẹ chân nhật nay kinh đàn. Quá tươi thâm kính nghi dân từ mẫu, dập đầu lại mẹ xót thương. Chứng lòng con trẻ cúng dường dân qua, lời giảng cầu thiết tha quan chốn dương trần tở an phù dân. Chúng sinh đi đau khổ vô ngần, thành tâm mi lại mẹ gọi lần tối xưa. Ngày kỷ màu sớm trưa bay màu, tiếng chân thành giọng thâu diêu cung. Gánh tu nội chi ba tùng, bồ đề hành y nguyện thơm chung hương lành. Điện quyền linh phụ quanh bao khắp, nhớ mẫu hiền con chấp tay cầu. Lại mẹ đổ hết năm châu, cầu xin sanh chúng sớm hầu diệt cung. Mm-hmm.
người dưới thế hiếu trung trọn giờ. Hồi lòng qua mẫu tử tương phùng, hương lành thơm nhất là lòng bồ đề rõ nở tại cung Diêu Trì. Quá thơm nhất con quỳ dân lệ, lại mẫu thương gian thế chứng minh. Tai ngà dân nghi đó qua sinh, thánh cầu mẹ giáng điện linh chứng đàn. Quả tươi xanh tâm thành cung kính, tiếng trẻ cờ nguyện thành từ tôn. Điện linh phụ khắp càng khôn, triển khai đại đạo tiếng đồn vang xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn, mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do huyết mạch phi tài từ tôn. Quay linh y mẫu bao gồm dấu dưỡng nuôi con ấp bơ thủ điển thiên, phước tài lộc thọ triền miên, dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Mẫu trì kinh địa màu, chúng sinh đều sâu đòi nhàn thanh. Mùa màng xuân tốt tươi xanh, quả quả thơm ngát hương lành từ bi. Sự kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung, dập đầu bái tạ dương cung. Độ an sanh chúng tao phùng long hoa, kính lại mẫu thiết tha lời trẻ. Dân quả tươi thỉnh mẹ chứng tri, dập đầu lại đức Diêu Trì. Điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lầm, cung kính dân thủy thành dân nghỉ lành bền vững.
tỷ tên kiện thiền vọng bay. Điện mẫu từ phù rải khắp nơi, mẹ thương dưỡng dục khuyên đời, ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phản chiếu, cứu đàn con tận yêu tận trung. Nguồn thương mẹ phụ ngàn trùng, suối lòng ngào ngạt ban chung con lầm. Chính mẹ tạo non sông tươi thắm, biển sông sâu thăm thầm trùng khơi. Hoằng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thị đến đời hậu tiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan, điển huyền linh tỏ sáng mười phương. Tài dân bát ngọc trà hương, thành tâm y lại mẹ xót thương chứng đi đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chân kinh. Kính thưa quý linh tử, vừa rồi chúng ta đã trình lễ lục cúng. Giờ đây quý vị hướng về tôn tượng diêu trì Phật mẫu, thành tâm tụng kinh địa mẫu chân kinh. Phổ hương trung nơi quyện thành cô, tình thêm tây miêu cổ ứng linh. Thượng tầng tỏ ánh mi quang minh, chim loan mẫu ngữ truyền kinh sanh đời. Kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết, đức từ tôn tha trùng giữ vẹn cho tròn. Mẹ hiền phú điện bảo toàn chúng sanh, tam nhật mẫu thành tâm y kính mẫu. Tâm lòng son dòng y thấu diêu cung, gia gia xâm y hợp trồng phòng. Dân ngàn quốc thôi hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xinh y sung, mẹ độ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên. Linh điển nghi mẹ phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏa lời châu.
hoằng khai đại đạo nhiệm màu. Quá xanh đi bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngữ thượng tình độ thế, điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh ni mẫu dạy rõ ràng, con lầm hiếu thảo đàng tràng cung ngân. Phước lộc thọ hiển vinh do màu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân nghi an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gánh chuyên tu trì. Thơ ngâm diệu quyền di cơ bút, mẹ chuyển kinh dưỡng dục chúng sinh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điển âm dương kết tổ anh nhi. Thượng tầng mẫu ngữ phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh ni tâm quyết, khi âm dương hiệp hội cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Lời châu mẹ dạy quyền linh hoàng tiên xá tội hiển vinh thanh nhàn. Cầu linh mẹ bảo toàn sinh chung, độ nhân sinh giữ đúng hành tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng trời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tòa, mấy quyền diễn rõ thần thông. Mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng bao vòng càng khôn. Điện thiên mẹ bảo toàn vinh cầu, chôn trung ương mẹ thủ địa châu. Linh ni hoàng chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành.
lao. Tài cao minh sáng tạo quyền di, thiên lùng địa á diệu cây, trí âm phối hợp phục quý diệu đài. Thiên địa lập âm y lai dương thư, khi thần giáo dành giữ điển linh. Khi trời do tạo quá sinh, pháp luân thường chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền thánh chúa, điển linh y chân chân tâm y tâm thanh. Chẳng ngừng quá quá sinh sinh, thiên can thường chuyển dần hành địa chi. Thần giới khi tổ về thai thân, mẹ cô mang canh ni canh thập niên. Tình thâm y mẫu tử thiên liên, mười thô đúng y nhật chia riêng què hào. Ba trăm bốn tẻ ra các hào, trong bát nghi quái phân vào tam hương. Tam nghi quả do mỗi hương định ra, sáu hào một quẻ đó là ba trăm tam ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử phi tài quyền quang. Hoàng con trưởng ơi, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhưng hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục ngày hay biên qua, bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rằng tam hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Chúa thần nông phi tài ngũ cốc, sắc linh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khương. Vua yên tạo ban nghi phục, đem ấm nghi no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chôn trần, để cho người thế thân tâm.
thanh đi nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng sức phát nghi mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điện thiên chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh như nước biếc, khắp mi bốn mùa tám tiết trở xây. Gió ngàn to lượng tầng mây, quá xanh đi nhân loại cỏ cây thu cầm. Có ngủ nhạc bóng trầm ngân trời, khắp mi muôn nước từ màu dương xanh. Các đời dương đế đại danh, từ trong thân y mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu hoàng. Nằm giống y lúa tươi xanh y dung dường, sao thứ gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phù đầy. Khi lìa thế gọi thay thân màu, sự hoa xanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ dựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tình quyền, kìa lâu đài cung điện uy nga. Am chùa quan xa lập ra, hiền thần tiên thánh y mẹ đà thưởng phân. Phật nghi đất kim thân do màu, có trăng nghi châu bù ngọc đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Lõi kim khi bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất nghi ra. Dương hầu giảng quốc nghi gia gia, cũng do lệnh nghi mẹ ban ra tôn sùng. Người dưới thế điển quyền linh ý sao trước mẹ ban, dẫn ngàn quốc thời thanh ni nhàn. Để dưỡng cung cảnh y mẫu hoàng từ tôn. Nước
nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển phạt hành. Vậy ai nào biết đến danh quyền linh quan điển mẹ dành đó đây? Có tạo thành lãnh the lụa dài, còn quả cây hoa rau cải trái cây, nào là chua ngọt đi đắng cay, lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tương. Hành ớt hẻ gần đường tiêu tội, khắp nhân sinh này cõi bệnh đau. Hoa xanh ni linh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vậy thiếu đâu vật nào. Lại có dâm chanh dầu tương ớt, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vàng mùi hương, lao tâm y tổng quyết dạng trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tả, tình bao la biển cả khó hơn. Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ quá tạo ra. Cần đai màu áo phù quá, ba tiền vật dùng hiện ra ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tường, thân mẫu xanh ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng xót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo quá, do mẫu xanh ra địa hòa cầu. Biến thành sao ngã luân hồi, biết bao sáng vật qua màu tốt xinh. Kẻ thế đâu rõ tình thân màu, dầu hoàng thiên khó nổi sánh nên. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ quá quyền trên phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngộ cốc dành quá độ nhân sanh. Có cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mạch quyết, bao tình vì xương tiết nghi
tổ phụ dân, gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp, cô rồng kia ẩn nấp ngàn sông. Lạnh phần dành chuyện gió đông, mẹ truyền quán giỏ hô phong ưng hầu. Cô rồng kia xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Điều gió lạnh mẹ phán bài, ơn trên chiếu triệu dám rầy rẫy đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai. Nhọc nhằn chẳng quản đắng cay, điển quy quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lành tỏ hương, bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân. Tất cả do lệnh mẫu hoàng, công dài chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con giả thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mi mắt nghỉ đâu. Điện quang nếu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi ca ngao trở ngang dùng dây, thiên địa đành chịu phải ra đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cánh trời trống rỗng thám mưa sầu nắng tay. Ngoài càng khôn Như Lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân y binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh yêu tàn. Dành tiêu tan tất cả, như ở trong lò hỏa bị tiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh đi hoành yêu khổ sầu. Mẹ phán truyền châu cao quý, ai sưu tầm diệt lý quang minh. Tâm thành khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành. Từ tôn chiêu điển lành ban phước, sắc lệnh phê người được thiện danh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu tự giáng bút ngọc
nhập vào kẻ tâm hiền sáng suốt. Chân khí như ánh đuốc thiên nhiên, mẫu cho phản bóng hoàng nguyên. Chân thần đúng hoạt sức liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tâm, chấn tu tâm hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm dung chuyển đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chân kinh lĩnh mẹ chớ bì quần thần, nghề văn nghi võ chẳng ghi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dài dông ngã đằng sau. Tao nhân mặt khách anh hào, nông thương công sợ nở nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung cảnh, nở vô tâm chẳng nghi kinh nghi mẫu hiền thâm sâu nghĩa cả thiên liêng. Đánh lòng bò hi bả chân thiền lời châu, chánh ni pháp ư đạo nhiệm màu ai rõ. Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi, phụ ân nghi từ mẫu diêu trì đỏ đài muôn kiếp chẳng hư thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rằng. Lão bà hỗn độn quá xanh, thở còn mù mịt trượt thanh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khi, thập nhị muôn niên kỷ gian lâm. Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm, thời gian sức thế khổ tâm mê nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giả con thơ, quá thân chớp nhán phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng cõi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biến qua chẳng đời, truyền kinh y châu ngọc bao lời thiết ta. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẹ, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngữ thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để dạ vấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phòng. Sớm về điện ngọc diêu cung con lành, cố gắng hiếu trung tu hiền. Hội Tý Sửu khai thiên tịch địa, vạn sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn trăm tám chục câu khuyên sanh đời. Tâm thành ghi lại chân kinh để truyền
linh ni tử gần xa tu hiền là chân kinh ni địa mẫu mẹ hiền là công Phật tử dài tâm góp thành Nguyễn Thị Ngọc 69 tuổi, Quỳnh Thị Quân tuổi 63, Thị đẹp con mẹ họ Quỳnh, Thị nhiều con trẻ họ Lâm góp phần. Nguyễn Hoàng Thanh Mai Thị Tinh, vợ với chồng trên dưới hiệp tâm, gò dấp ở chốn xài thành. Ngày nay công đức ghi kinh lưu truyền, Phan Thị Hồng người ở Hàm Tân, Hà Thị Mỹ Lệ Trần Ngọc Bích ở xứ Cần Thơ. Ngày nay một và góp trong gia đình hội miễu Tây An, Phùng Thị Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Lan, Hồ Hoàng Dân, Dương Thị Mỹ Châu, Nguyễn Hữu Phước. Người Trần nay đã phát tâm lập mi nên hội yên quê viên cõi Trần lũ kinh địa mẫu chân kinh bộ long soạn giả trong mi đồng viết nên minh duyên huệ nhận hòa kinh hiệp trong linh tử thành tâm đạo màu cầu lĩnh mẹ diêu trì thượng cảnh nguyện tam tòa thánh ni mẫu độ an lại thầy ở chốn phổ minh giác linh phù trợ tử linh an nhàn người công quả lập rồi phước đức đổ gia đình trên dưới viên niên đổ cho chồng vợ thuận nghiêm đổ cho con dạy ngoan hiền từ đây chữ tài phúc lộc mẹ ban sở cầu như ý lời con nguyện cầu Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Phật Mẫu Tát Đại Chứng Minh. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 23 với chủ đề Địa Mẫu Chơn Kinh do Hội Miễu Tây A, cô Bảy Long An, cô Chính Cần Thơ cùng nam nữ Phật tử đã phát tâm ấn tống đến đây được thập phần viên mãn. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức, chư linh tử, quý thiện tri thức gần xa đón nhận bộ kinh này như một phần quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Với lời ý thô thiện, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ sót. Rất mong quý thiện tri thức, quý chư tôn đức cùng quý vị linh tử gần xa niệm tình quan hỷ cho. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.